gà đâu? Kia, nguyên đàn luôn. Wow. Trời ơi sao ăn ở nhà nào cũng dễ chứ, ăn nhà ông Nguyễn Phi Hùng. Anh nhớ bắt con gà chưa có người yêu nha. Còn giờ em anh đi vô trong nhà chuẩn bị trước. Ok. Không lẽ giờ ra chợ Củ Chi bỏ tiền ra mua con gà chứ. Chi mà khổ quá vậy không biết nữa. Đậy trơn rồi. Khó quá. Ăn đại đỏ người ta. Chủ nhà thì hái xả, còn nhỏ em mình thì hái mớ rau. Giờ bắt tôi hái bắt con gà. Quyết định rồi, ra chợ Củ Chi. Hôm nay thì mình sẽ làm món tôm rang me. Và gà thì gà vườn, thì mình sẽ làm gà hấp xả. Anh tính ra thì anh vào trong Sài Gòn anh lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Tính tới nay thì chắc cũng được hơn 20 năm rồi em. Lúc đó anh suy nghĩ như thế nào mà anh quyết định là anh vào trong đây? Sự thì nó cũng có một chút gọi là chấn động. Cũng là một cái kỷ niệm mà nó cũng hơi buồn buồn một chút. Khi đó thì anh cũng đã ra trường ở ngoài. Lúc đó là mình học cái gì? Anh học ở trường múa 7 năm. Sau khi học xong thì anh cũng có công tác ở một cái đoàn ngoài đó. Thì công việc ngoài đó cũng không có nhiều. Thời gian rảnh ấy thì đôi khi mình lại hay vui bạn bè. Đôi khi là cũng để cho gia đình phải lo lắng. Mẹ anh cũng nhắc nhiều lần quá rồi. Đến khi mẹ không chịu nổi, lúc đó thì mẹ đã khóc. Và khi anh nhìn thấy giọt nước mắt đó thì anh cảm thấy là mình cần phải thay đổi. Cũng là một cái dịp tình cờ thầy giáo Trần Văn Lai qua Hà Nội để tìm diễn viên á. Lúc đó thì anh lại đáp ứng được cái yêu cầu của thầy. Thì thầy mời vào làm vai trò một diễn viên. Thì lúc đó phải nói là một cái sự quyết định mà cũng rất là nhanh thôi. Mình sẽ tìm một cái vùng đất mới để mình có thể sống trọn đam mê, cũng như là biết đâu nó sẽ mở ra cho mình một cái tương lai mới. Cho nên là anh quyết định vào đây. Anh đã gắn bó với đoàn Ballet Tháng 10 được 2 năm. Khi mà anh một thân một mình vào Sài Gòn như vậy á, lúc đó thì anh phải làm như thế nào? Trong đoàn thì có một cái người anh mà anh rất là thương mến, đó là nghệ sĩ ưu tú Thái Đạt Minh. Thì anh Minh giống như một người anh của anh vậy đó, đã dìu dắt anh từ những ngày đầu tiên vào. Anh Minh cũng như là một cái chỗ dựa tinh thần vậy đó. Lúc nào mình cũng cảm thấy rất là ấm áp với cái tình cảm ấy. Ngay khi mà Hùng không có làm trong đoàn nữa thì vẫn luôn yêu mến mà xem anh giống như một cái người anh của mình vậy đó. Ngủ quá, ngủ vậy. Tới đâu rồi? Tới Củ Chi rồi. Gì vậy? Trời ơi, làm gì đi tới Củ Chi lần vậy? Thì tới nhà nhân vật của mình ở Củ Chi. À, vậy hả? Dạ. Rồi, để hai anh em mình chào cái nha. Dạ. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc, 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 cốc. Và ngày hôm nay, em Ngọc Lan sẽ dẫn Quốc Thuận đi đến thăm nhà của một nghệ sĩ hả? Đúng rồi. Có một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, rất là đẹp trai, đa tài lắm. Ai vậy? Bây giờ vậy nè, Lan sẽ hát một cái bài này. Đây là một cái bài hát mà làm nên tên tuổi của anh ấy. Để cho anh Quốc Thuận cũng như là quý vị khán giả nghe thì sẽ tự đoán. Em hát đúng không? Đúng rồi. Hát đi, 2, 3. Dân em hôm nào Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Phi Hùng. Đúng rồi. Yeah. Anh cũng rất thích Nguyễn Phi Hùng nghe. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì Ngọc Lan cùng với Quốc Thuận sẽ đưa quý vị vào tham quan cũng như là thăm hỏi về cuộc sống của anh Nguyễn Phi. Ê, chờ em. Trời ơi, đứng đó nói hoài vậy. Đi vô lẹ đi. Dẫn dắt nữa chứ bộ. Em làm như có mình em thích Hùng hả? Anh cũng mắc thích cười vậy. Quá. Ủa nhưng mà đúng không? Đúng nhà anh không? Ơi, đúng nhà đây nè, cổng này. Sao giống cổng... cái vườn quá. Cổng. Oh. Oh, chào hai bạn. Hello anh trời. Xin chào. Qua đi. Trời ơi, quá dễ thương luôn. Tình trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu để vẫn thấy ta được yêu, hơi linh hồn tha hương. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao trắng rời, đời anh vui nơi ấy, sống bên em qua kiếp người. Để tôi chạy đến giống em trái tim, nhưng đàn tình không phân vân đắn đo. Hương, em nói cho anh nghe, có chuyện gì xảy ra với em? Nếu mình chia tay nhau, anh có buồn không? Hương, em nói gì mà lạ vậy? Tụi mình yêu nhau đã lâu rồi mà.
cũ của Lan đó mọi người. Ủa, tại sao lại gọi là người yêu cũ? Câu chuyện này dài lắm. Thật ra thì quý vị biết hôm Lan rất là may mắn, từ những ngày chập chững bước vào nghề thì Lan đã được đóng MV của anh Nguyễn Phi Hùng và đóng một cặp. Để anh nhận ra nét vẽ đầu tiên, xóa nhòa bên bờ cách ngăn lòng chúng ta. Người yêu cũ của Lan đó. Bây giờ gặp lại tự nhiên thấy tim nó rung đinh rồi kìa. Thôi giờ thôi tôi đi về nghe, để cho hai người nói chuyện nhau nghe, nói với nhau về tình cảm nghe. Chương trình là phải có anh mới đủ cặp. Trước tiên mình gõ cửa thăm nhà ảnh, thì bây giờ mình đi thăm vườn. Okay. Trước đi ha. Dạ. Đây là cái không gian để mỗi sáng em dậy sớm nè, tập thể dục nè, tận hưởng một cái không khí rất là tươi mát của thiên nhiên. Hùng nè nghe, vừa múa đẹp nè, vừa dạo này là tập yoga nữa đúng không? Dạ, đó. Yoga nhào lộn luôn. Wow. Hay chưa? Hay quá, em để em. Thôi, không được. Không được đâu. Nhưng nó kỳ lắm, nó kỳ lắm nha. À, Hùng ơi, dạ. Vườn nhà mình á là Hùng đã về đây là bao lâu rồi Hùng? À, em mua chắc cũng cỡ mười mấy năm rồi đó, khoảng 16 năm. Cái vườn này thì còn là cái vườn kỷ niệm nữa. À. Ví dụ như cái gốc cây mà cổ thụ này này, thì anh thấy đó, đây là những gốc cây của những người khán giả đã đến đặt chân ngày đầu tiên khi mà em mời về thăm nhà và đã trồng lên những cái cây này. Tặng đấy. Đó, khán giả tặng luôn. Tính tới nay là cái cây thành cây cổ thụ rồi, chứng tỏ cái tình cảm đó cũng gắn bó. Mười mấy năm rồi. Cái lộc bừng là cây liễu. Trời ơi, trong này rộng quá. Cái vườn mình trồng trái cây sau này thì sẽ trồng các cái loại rau để mình vừa sinh hoạt, ăn uống. Cần gì chỉ cần bước ra vườn là có con những cái hả? Cây trái. Đúng không? Hùng ơi, chương trình gõ cửa thăm nhà đó, trong một cái chương trình như vậy thì bao giờ cũng có một phần rất quan trọng, phần ăn, đúng không? Phần ăn cơm. Đó là sở trường luôn. Em cũng có những cái món ăn, món ruột của mình đãi mọi người. Anh quyết định rồi, chuyển Ngọc Lan cho Nguyễn Phi Hùng. Dạ, anh ở đâu? Anh làm tôi gì? Làm cái việc kệ tôi ha. Vậy giờ mình đi vô anh nè. Bye bye. Ủa, anh bỏ tụi em thiệt hả? Đi. Anh bây giờ anh chỉ có đi với em okay, thôi. Ok, vậy thì chút nữa gặp lại anh nhé. Thật ra là Quốc Thượng không hề giận hờn gì Ngọc Lan cả. Quốc Thượng sẽ gặp một người rất đặc biệt. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng chuyển kênh nhé. Anh ơi, anh bị bỏ mình rồi. Bây giờ mình phải làm cái gì đây? Bây giờ mình đi lấy xả này. Lấy lá quế này. Để mình nấu canh chua, làm bánh gà này. Lá quế. Đủ chưa? Được rồi đó. Hồi nãy giờ là anh Bin á, ảnh trốn việc chứ không gì hết trơn, mà bây giờ em sẽ bắt anh Bin ra để mà bắt con gà cho mình. Đúng rồi, trời, bắt gà là công việc gian nan lắm nha. Đó, em sẽ thử thách anh. Anh Bin ơi! Bin ơi! Gì vậy? Bin ơi! Gì? Bin ơi, chết em rồi! Cái gì? Chết em rồi! Từ từ, bình tĩnh. Hùng làm cái gì Hùng Lan mà khóc như vậy? Đi hái rau thôi à, chưa có làm gì hết. Anh nói cho anh nghe. Sao? Em đàn bà con gái. Mà chẳng những vậy em là người yêu cũ của người ta nữa. Anh bắt em đi bắt con gà. Chân yếu tay mềm, làm sao mà em bắt được con gà? Bắt công việc này rất là gian nan và đòi hỏi phải có cái sức bền, bởi vì cái vườn này nó rộng lắm. Nên cho nên chỉ có anh Thuận đi bắt giùm em con gà đi. Đúng, muốn ăn phải lăn vô bếp. Em đã đi ra em hái rau rồi, thì bây giờ anh phải bắt con gà mới có gà. Em có xả rồi, có sẵn sàng rồi. Sao hai người tốt với tôi vậy? Thôi. Mọi người ơi, bây giờ mọi người hãy cùng theo chân anh Quốc Thuận để đi bắt con gà nào. Vô. Trời. Vô. Chạy anh ơi, con gà đằng kia kìa anh ơi. Trời ơi, biết rồi thiệt á. Gà đâu? Kia, nguyên đàn luôn. Ôi dạ. Wow. Trời ơi, sao ăn ở nhà nào cũng dễ chứ, ăn nhà ông Nguyễn Phi Hùng sao mà khó dữ vậy. Anh nhớ bắt con gà chưa có người yêu nha. Còn giờ em anh đi vô trong nhà chuẩn bị trước. Ok. Không lẽ giờ ra chợ Củ Chi bỏ tiền ra mua con gà chứ. Chi mà khổ quá vậy không biết nữa. Nó đậy trơn rồi. Khó quá. Ăn đại đỏ người ta. Chủ nhà thì hái xả, còn nhỏ em mình thì hái mớ rau, giờ bắt tôi hái bắt con gà. Quyết định rồi, ra chợ Củ Chi. Hôm nay thì mình sẽ làm món tôm rang me, và gà thì gà vườn, thì mình sẽ làm gà hấp xả. Anh tính ra thì anh vào trong Sài Gòn anh lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Tính tới nay thì chắc cũng được hơn 20 năm rồi em. Lúc đó anh suy nghĩ như thế nào mà anh quyết định là anh vào trong đây? Sự thì nó cũng có một chút gọi là chấn động. Cũng là một cái kỷ niệm mà nó cũng hơi buồn buồn một chút. Khi đó thì anh cũng đã ra trường ở lúc ngoài. Lúc đó là mình học cái gì? Anh học ở trường múa hệ 7 năm.
Sau khi học xong thì anh cũng có công tác ở một cái đoàn ngoài đó. Thì công việc ngoài đó cũng không có nhiều. Thời gian rảnh ấy thì đôi khi mình lại hay vui bạn bè, đôi khi là cũng để cho gia đình phải lo lắng. Mẹ anh cũng nhắc nhở, nhắc nhiều lần quá rồi, đến khi mẹ không chịu nổi. Lúc đó thì mẹ đã khóc. Và khi anh nhìn thấy giọt nước mắt đó thì anh cảm thấy là mình cần phải thay đổi. Cũng là một cái dịp tình cờ, thầy giáo Trần Văn Lai qua Hà Nội để tìm diễn viên á. Lúc đó thì anh lại đáp ứng được cái yêu cầu của thầy. Thì thầy mời vào làm vai trò một diễn viên. Thì lúc đó phải nói là một cái sự quyết định mà cũng rất là nhanh thôi. Mình sẽ tìm một cái vùng đất mới để mình có thể sống trọn đam mê, cũng như là biết đâu nó sẽ mở ra cho mình một cái tương lai mới. Cho nên là anh quyết định vào đây. Anh đã gắn bó với đoàn Ballet Tháng 10 được 2 năm. Khi mà anh một thân một mình vào Sài Gòn như vậy á, lúc đó thì anh phải làm như thế nào? Trong đoàn thì có một cái người anh mà anh rất là thương mến. Đó là nghệ sĩ ưu tú Thái Đạt Minh. Thì anh Minh giống như một người anh của anh vậy đó. Đã dìu dắt anh từ những ngày đầu tiên vào. Anh Minh cũng như là một cái chỗ dựa tinh thần vậy đó. Lúc nào mình cũng cảm thấy rất là ấm áp với cái tình cảm ấy. Ngay khi mà Hùng không có làm trong đoàn nữa thì vẫn luôn yêu mến và xem anh giống như một cái người anh của mình vậy đó. Kính thưa quý vị, hồi nãy Quốc Thuận có nói là Quốc Thuận đi gặp một người này rất là đặc biệt. Thì xin giới thiệu với quý vị, đây là anh Minh, là một diễn viên múa, cũng là một người bạn, một người anh, chia sẻ rất nhiều với anh Nguyễn Phi Hùng trong cái thời gian đầu mà Nguyễn Phi Hùng mới vào trong thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Thì hai anh em mình tìm một chỗ nào đó để có thể tâm sự với nhau, hả? Được không anh Minh? Được. Đi. Okay. Mà. Kính thưa quý vị, tranh thủ lúc Ngọc Lan và Nguyễn Phi Hùng ở trong bếp thì hai anh em Quốc Thuận và anh Minh sẽ có một cái buổi trò chuyện với nhau. Anh Minh, em muốn hỏi anh là cái cơ duyên nào mà anh gặp Nguyễn Phi Hùng? Mấy năm trước thì trong đoàn Ballet Tháng 10 á. Mấy năm mà là mấy năm anh? Cũng cả mười mấy, 25 rồi đó. Thì bên đoàn thì cần nam diễn viên á, thầy trong đoàn thì ra ngoài Bắc, thì Trần Văn Lai ra ngoài Bắc. Xong rồi gặp gỡ Phi Hùng, thấy Phi Hùng tướng tá rất là đẹp và hiền lành nữa. Dạ. Cho nên mới tuyển vào trong để vào đoàn. Thì trong khi duyên đó thì gặp Hùng. Khi mà Hùng mới vào Nam thì Hùng đi một mình, thì có thời gian thì cứ rủ Hùng đi chơi. Thì tiếp xúc với Hùng thì trong cái thời gian đó thì Hùng cũng rất là thích hát. Mà Hùng thì rất là thích những bài giống như là nhạc Hoa. Nhạc Hoa, mà anh Minh cũng là người Hoa. Đúng rồi. Đúng rồi, đó. Cho nên hai anh em cứ nhà là trao đổi những cái bài nhạc Hoa rồi. Cái lúc mà Hùng đi hát á, vậy Hùng có còn hoạt động trong đoàn Ballet Tháng 10 nữa không? Cũng còn nhưng mà ít. Hùng cũng có khả năng và về cái ngoại hình cũng tốt, hát cũng ổn. Giữa múa và ca nhạc thì nó cũng có cái liên quan với nhau. Cho nên rất là dễ dàng đó với Hùng, anh nghĩ. Vậy thì bây giờ cái mối quan hệ của anh với Nguyễn Phi Hùng á, nếu gọi đúng thì đó là gì? Biên đạo múa với ca sĩ nè, rồi anh em nè, bạn bè gom lại hết. Nếu như soi đi, cái điểm mà anh chưa hài lòng ở một cái ông ca sĩ hiền lành như Nguyễn Phi Hùng, đó là cái gì? Hùng ăn nhiều lắm. Hùng ăn nhiều lắm. Ăn nhiều mà không hề mập. Đúng rồi. Như một con ngỗng à. Là một mình không ăn. Không quay Hồng Kông à. Vậy thì anh bây giờ hỏi xéo sắc chút xíu. Anh có biết tại sao anh Nguyễn Phi Hùng cho tới giờ này ổng chưa có người yêu, chưa có vợ? Ổng là chú trọng công việc quá, kén chọn là sao mà. Mà mỗi lần mà Nguyễn Phi Hùng đi lưu diễn ở nước ngoài đó, anh Minh có đi theo nào không? Có một lần thì chỉ đi qua bên đó để tập cái bài bên Hồng Kông mà đạo diễn cho Quách Phú Thành á, làm việc với cái đạo diễn đó, xong đó về dựng lại cái bài Hùng. Khi màn đêm bừng lên nhạc khúc tango, đến bên anh, sát vai anh, như đại dương mộng mơ ôm lấy trăng sao, đến bên nhau giữa muôn màu. Ở Hồng Kông có anh Quách Phú Thành, thì ở Việt Nam mình hình như là có ông Nguyễn Phi Hùng. Quách Phú Thành cũng là ca nhảy, cũng là từ múa ra đó. Cũng là từ múa. Có bao giờ anh nghĩ là anh và Nguyễn Phi Hùng sẽ kết hợp với nhau tổ chức một cái show mà trong đó múa là chủ đạo không? Có, đó là ước mơ của mình với Hùng rất là lâu. Định mở một cái trường là ví dụ như trong đó có dạy đàn, dạy ca, như trường múa,
Trong đó cũng có yoga, đó là ước mong. Em rất mong rằng là những cái mong ước của anh và Hùng sẽ thành hiện thực. Tại vì một trong em thì với em muốn nó ghê lắm. Nhưng mà một trong những bộ môn mà em yêu thích đó chính là nghệ thuật múa. Vậy cái lúc mà mình quyết tâm mà mình vô trong Sài Gòn mình lập nghiệp, bao lâu thì anh mới quay trở lại thăm bố mẹ? Thường thường thì chỉ có vào những ngày Tết thôi anh mới về thăm nhà được. Và anh vẫn còn nhớ cái Tết đầu tiên, khi mà anh về thăm nhà thì anh đã dành dụm được cái tháng lương mình làm được, thì mình ngoài chuyện ăn uống thì mình tích lũy để mình gửi về phụ giúp gia đình. Thì lúc đó mình cầm về được khoảng gần chục triệu đó. Trời ơi, hai mươi mấy năm trước một chục triệu là nhiều lắm đó. Thì mình về vui lắm, tại vì là ba mẹ cũng có tin tưởng hơn. Thành ra là đó là năm đầu tiên. Còn năm thứ hai thì không có được như vậy. Ủa sao kỳ vậy? Ủa em tưởng là mỗi năm nó phải nhiều hơn chứ. Năm thứ hai thì chưa có chuẩn bị sẵn tâm thế là sẽ đi dạy ở đâu hết. Thì may quá có một cái công ty, đó là công ty mà anh gắn bó tới bây giờ đó, công ty Tài Năng Mới, mời anh với vai trò là một người huấn luyện vũ đạo cho các ca sĩ. Đó thì lúc đó mình cũng có một chút lương từ cái công việc dạy đó, nhưng mà nó không đáng kể. Cho nên là cái khoản tiết kiệm dành cho gia đình thì dường như nó cũng trở nên xa vời. Và đôi khi là có những cái giai đoạn mà anh làm việc cũng quên luôn cái chuyện mà gọi điện về thăm nhà giống như những cái lần trước nữa. Thành ra là gia đình lại hoang mang, không biết là có chuyện gì nữa đây mà sao không thấy con gọi điện về thì cũng lo lắng. Có một cái ngày mà anh vẫn còn nhớ mãi, đó là ngày Tết đó. Đúng ngày 30 Tết rồi mà anh không có gọi điện về nhà, rồi cũng chưa có xuất hiện luôn. Thường thường là mọi năm là anh sẽ về trước khoảng ngày 26-27 anh về rồi, nhưng mà năm nay thì 30 Tết tới gần hết ngày rồi mà chưa thấy xuất hiện nữa. Lý do tại sao anh không về? Thì lúc đó bắt đầu vai trò là một người ca sĩ, lao vào tập luyện rồi đến khi quên cả thời gian mà gọi điện rồi thì quan tâm đến gia đình nữa. Cha mẹ cũng giận rồi nhắn với hàng xóm là nếu mà Phi Hồng mà nó có gọi về á thì nói là gia đình tứ rồi. Có khi mà anh nghe từ cái người hàng xóm nhắn lại là anh thú thực là anh có một chút hoảng hốt, bởi vì mình thiếu một cái sự quan tâm đến gia đình thì mất sự kết nối cái. Thế là bị giận. May sao bay về vào đúng 30 Tết. Thì anh vẫn còn nhớ cái cảm giác khi mà bước chân vào nhà thì người đầu tiên anh gặp là bố. Thì bố không nói gì hết, bố ôm chầm lấy bố khóc. Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy giọt nước mắt của ba đó. Và có lẽ là anh cũng không muốn nhìn lại lần tiếp theo, bởi vì là trong lòng anh làm gì làm anh cũng mong được thấy bố mẹ anh vui. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy bố khóc thì mà bố nói là bố sợ con giận không có về. Tại vì là trong lúc mà nóng giận thì bố nói vậy thôi, khi mà con về rồi là yên tâm rồi. Mẹ gặp anh chắc là mẹ khóc nhiều. Cũng nén, nhưng mà mẹ cũng là một người mạnh mẽ lắm. Mẹ nói thôi hai cha con đi tắm rửa thay đồ ăn cơm, về kịp đúng ngày là mừng quá rồi. Sau này anh có viết một bài hát Điểm tựa đời con, thì anh có riêng viết về những cái giọt nước mắt của cha, thì anh nhớ lại kỷ niệm đó. Đi ha, anh đang cần người ở luôn đây. Mình ơi, em đem ra như mình. Ok, anh mang ra liền. Nãy giờ anh Thuận anh đâu ta? Xong chưa? Anh ơi, nhắc tiền nhắc bạc đỡ lắm luôn á. Thiệt, mới vừa nhắc anh xong. Qua đây, quá. Sao lại có vụ này đây? Có chứ, vô đây. Trời. Bất ngờ mà. Đó. Bất ngờ đúng không? Nè. Quá bất ngờ. Lan, đây người anh của anh này. Đây là anh Minh. Đúng rồi. Bây giờ. Ngồi đi anh Minh. Trời gặp ơi, quá. Gặp bữa ăn cơm. Bữa nay em quá là hạnh phúc luôn, quá vui luôn. Rồi. Có đại gia đình Lan là cũng mười mấy năm rồi. Không.
Cái này đúng là một cái sự bất ngờ mà rất là đặc biệt. Vì là anh Minh là người mà em thương mến nhất 20 năm rồi. Không những là anh là một cái người huấn luyện, một người thầy thường xuyên gắn kết trong các chương trình mà biểu diễn của em. Hôm nay em phải dành một cái lời khen đặc biệt dành cho anh. Sao nè? Trước tiên, tại sao chúng ta lại có cái món gà này? Là nhờ ai? Nhờ anh. Thôi anh nó xạo. Dậy chân rồi. Ăn đại đỏ người ta. Quyết định rồi. Ra chợ Củ Chi. Anh đừng xạo con gà này á, người ta bắt cho anh thì có. Nhưng ngoài mà... chợ bắt cho anh đúng không? Đi ra anh mua đúng không? Nhưng mà có phải em đồng ý là anh đã đưa con gà cho em đúng không? Anh đã bắt con gà rồi. Còn cái chuyện tại sao con gà nó vô tay anh, cái chuyện đó chúng ta không nên tính. Lan đừng bắt lỗi anh nữa, tại vì anh đã mang đến một cái món quà nó còn ý nghĩa đúng hơn rồi. Là một con gà đó. Đó, cái thứ hai nữa. Em có biết trong lúc chờ đợi hai người nấu nướng tâm sự tâm tư, anh đã đi từ Củ Chi lên tới Trường Múa, anh chở anh Minh về đây. Tôi là một trong những fan hâm mộ ông. Tại vì mình rất thích nhạc Hoa Lời Việt. Nếu mà nói với nhạc Hoa Lời Việt thì một cái kho nhạc đây. Nhưng cái lúc mà tháng ngày mà anh làm diễn viên múa đó, lúc nào anh Minh cũng cho nghe những cái bài hát mà anh Minh thích, nhất là những cái bài hát nhạc Hoa Lời Việt. Thì thấm từ hồi nào không hay, yêu nó từ hồi nào không hay đó. Cho đến khi mà trở thành ca sĩ thì mới quyết định là mới phổ Lời Việt để hát. Thì khi mà hát là tự nhiên lại nhớ lại những cái thời gian đó. Trong đoàn nữa. Rồi những bài hát đó thì quá là dễ thương, tình như là đơn Tình Đơn Côi, Dáng Em. Anh không muốn ra đi. Anh không muốn ra đi. Hồi xưa anh Minh còn dạy Hồng hát nữa, bây giờ vẫn còn nhớ này. Chỉ sư bố sáng hào, chỉ sư hóa sáng lèo, lèo xe lại phê ní mê cờ chân xe xe ô tông. Ní yêu xe xinh hòa, trái bố dung tổ chiều. Hòa yào ní khờ hòa, chinh xinh dì chinh tú quá. Hay quá. Hay quá. Vẫn còn nhớ. Cho nên là thành công của Hùng là không thể thiếu anh Minh. Đúng rồi. Anh không cấm cái rồi. Tới bộ nãy giờ mình đang chờ câu nói lo chờ dữ lắm. Anh Minh dùng đi anh Minh. Bây giờ mới ăn con tôm nè. Được biết Hùng thành công đến ngày hôm nay thì bên cạnh Hùng luôn luôn có bóng dáng một người chị. Đang trường có ông Tuấn Đa Sô, ông Nguyễn Vi Hùng thì có chị ấy. Không biết là bây giờ cái mối quan hệ của Hùng và chị ấy như thế nào? Thực sự thì Hùng vẫn còn gắn bó với công ty và chị Thủy là người quản lý của Hùng, là một người cũng rất là khiêm nhường. Thì không chỉ có chị Thủy mà những người thân thương của chị Thủy cũng luôn luôn xem Hùng là một người em thân thiết. Có nhiều cái suy nghĩ, có nhiều cái điều mà khán giả nghi hoặc là muốn giải thích. Nhưng mà với Hùng thì Hùng thấy rằng là tất cả những điều đó mình cứ để nó nhẹ nhàng trong trái tim của Hùng á. Thì cái người mà Hùng luôn luôn cảm thấy ơn nhiều nhất thì đó vẫn chính là gia đình của chị Thủy. Ở phía sau sự thành công của Nguyễn Vi Hùng đó chính là tình cảm của chị Thủy, và hôm nay được biết nó còn có một sự ủng hộ từ phía gia đình của chị nữa. Đó là một cái điều mà Hùng cảm thấy là mình may mắn đúng không? Anh, nhưng mà từ xưa giờ anh đã làm việc với rất là nhiều người đẹp thì có bao giờ anh bị rung động không? Thường xuyên rung động. Bởi vì khi mà mình diễn một cái nhân vật nào đó có tình yêu với người bạn diễn của mình ấy, thì ngay giờ phút đó là mình đã thực sự yêu. Thì mình mới trọn vẹn cái nội tâm mình truyền tải. Còn sau cái đoạn đó thì mỗi người trả về đều phải trả về cái vị trí của mình. Đừng nói là chỉ có diễn là đủ, nó vẫn phải có cái cảm xúc bên trong thật của mình. Cho nên là anh yêu em ở cái giai đoạn đấy á. Trước giờ có đau khổ trong tình yêu chưa? Cũng có chứ. Khi đó cái người con gái đó yêu mình quá nhưng mà lại không có muốn mình dấn thân sâu vào showbiz hoặc là những cái việc mà nghệ thuật đó. Thì lúc đó mình cũng đấu trí cũng rất là dữ. Và giữa cái sự lựa chọn đấy mình cũng nhìn được cái tình cảm của người con gái đó yêu mình theo cách nào để mình quyết định. Thì cuối cùng thì người con gái đó vẫn muốn rằng là giữ mình theo cách của họ. Mặc dù rất là buồn nhưng mà cũng phải chia tay. Người con gái chắc đang xem chương trình này mà có hiểu được tâm tư của người đàn ông này hay không? Vậy sao Hùng không mời bố mẹ vào trong này ở luôn? Thật ra thì cái điều đó em vẫn muốn, nhưng mà cũng phải thuận theo ý bố mẹ nữa. Tại bố mẹ thì lúc nào cũng thương con và thương cháu nữa. Ngoài Hà Nội thì bố mẹ có 4 đứa cháu.
Hình như là lúc nào cũng dành nhiều thời gian để mà chăm bà là bao giờ cũng cháu. Lâu lâu vào đây chơi thôi. Thì lúc đó mình có dịp gần gũi được bố mẹ. Bình thường là không có thích ngủ chung nhưng mà bố mẹ là phải ngủ chung. Để bố mẹ cảm thấy ấm áp, có nhiều cái thời gian để tâm sự với bố mẹ. Hùng lúc nào cũng muốn bố mẹ sẽ vào đây sống với mình lâu dài. Có điều gì mà Hùng chưa làm được cho bố mẹ cho tới giờ này? Chắc chắn rồi. Hùng vẫn nhận mình là một cái người con chưa hoàn hảo. Trong góc độ là để cho bố mẹ yên lòng trong chuyện tình cảm. Hôm nay là em thấy không, anh đưa em và đưa Nguyễn Phi Hùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nào. Còn một bất ngờ nữa, ăn xong liền nói. Ăn lấy sức bất ngờ hả? Không ăn đi, có đau tim không anh? Em á bây giờ anh buồn đồng nghiệp của em lắm. Sao vậy? Đồng nghiệp hay bỏ rơi em lắm. Hồi chiều lúc mà qua nhà anh là bỏ rơi em với anh một lần rồi nhớ không? Rồi bây giờ ăn xong mất tiêu, giờ em không biết đi đâu hết. Tao nói là đi mang đến sự bất ngờ. Sao anh không bàn với nói em? Xấu đồng nghiệp là tạo nghiệp. Đây, để xem coi sự bất ngờ này là cái gì. Mời mọi người xem qua. Ủa, cái này đẹp quá. Đây là Hà Nội này anh, chợ Đồng Xuân này. Đây là cái chỗ hoa, cái gì hồ này mà hồ này. Ủa, trời ơi, sao ra tận nhà em luôn. Đó. Ồ, cái nhà thân thương. Nhớ nhà rồi. Lúc mới đẻ ra thì nó là khác người rồi. Người ta nói là nó có vòng hoa quấn cổ nhìn cũng chạy rồi nha. Sinh ra thì cũng khỏe mạnh mập mà. Mập mập. Cứ như là một anh Tây con. Như ghê á. Bác về cho tóc dài lên chân vai mà. Thế còn sau này lớn thì đi học thì đến lớp 6 thì đi. Bố này thì thích cho làm một cái nghề gì đấy. Bác cũng có thể thay biến xong á, bây giờ được như vậy. Thôi, thì là bác đi ra thi vào cái chuyện muốn. Và bác thích nghề thuật, và tất cả gia đình bác gái vậy thôi. Vẫn phục vụ bà con, hàng xóm, hội nào biết. Chắc là có cái gen của bố này. Tự nhiên anh ấy quyết định đi đấy, buồn, cũng sợ, buồn. Bác hoàng nói chả lúc nào anh ở nhà à? Đi suốt rồi, lúc thì ghi âm, lúc thì ghi hình. Vâng, đi suốt mà. Có những lúc mà bố mẹ vào, nhưng mà cứ bỏ bố mẹ đi suốt cũng thấy ngại. Nào cũng mong khỏe mạnh. Người lúc nào cũng yêu công việc, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe chứ đừng có quá. Có những lúc mà quên cả ăn luôn. Điều mà mong muốn nhất bây giờ là lúc này là kể cả từ trước đến giờ không còn gì nào, mong cho anh ấy có gia đình ổn định để cho bố mẹ yên tâm. Dạ, bây giờ hai bác cũng già rồi. Quá tuyệt vời. Bố cũng mới trải qua một cái trận tai biến mà cũng may mắn là có mẹ bên cạnh, là người chăm sóc. Tính ra là mình người ta nói là con chăm cha không bằng bà chăm mồ. Và thấy được những hình ảnh bố mẹ như vậy thì Hùng cũng hiểu được rất nhiều những điều bố mẹ muốn. Khi mà nhìn thấy bố mẹ còn khỏe như vậy, đó là một điều rất mừng, đúng không ạ? Thực sự để nói những lời yêu thương bố mẹ thì đôi khi nó cũng trở nên dư thừa. Bởi vì là bố mẹ là những người luôn luôn thấu hiểu con. Và có những phút mà con nói được với bố mẹ thì là những cái tác phẩm mà con gửi gắm cho hàng triệu người. Bố mẹ cũng chính là những cái người truyền cho con niềm tin về tình yêu đích thực, sự trung thủy, và sẽ cố gắng để làm cho bố mẹ tự hào. Bên cạnh đó thì cũng sẽ làm sao để cho bố mẹ cảm thấy yên lòng. Bởi vì là
Khi con hạnh phúc thì bố mẹ cũng sẽ thêm hạnh phúc. Và đây có những cái gì chia sẻ của Hùng rất văn minh, rất tinh tế, và trong đó nó là một sự chân thành dành cho một đại gia đình lớn ở ngoài Hà Nội. Trong cái bước đường mà trở thành ca sĩ, được tham gia biểu diễn nhiều nơi, thì cũng có những người đã xem em giống như là một người con, cũng có những câu nói làm cho mình xúc động vô cùng, nói là sau này má có mất đi con nhớ đội tang cho má nhé con. Thật sự là có rất là nhiều cái quan điểm sống của anh Hùng mà em cảm thấy là mình cần phải thay đổi để mà mình tốt hơn. Thôi bây giờ mình nắm tay cái để em đặt trái tim bốn người thành một rồi. Thực sự là 20 năm làm nghề, ít khi có giây phút mà nhiều thời gian để chúng ta có thể nói một cái hành trình, một cái chặng đường dài như vậy. Bởi vì em cũng không phải là cái người muốn nói về mình nhiều lắm đâu, nhưng mà em chỉ muốn cảm ơn những người đồng nghiệp dễ thương như Ngọc Lan, anh Thuận, anh Minh, và cảm ơn cả những người khán giả vẫn luôn âm thầm theo dõi Hồng. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần.